Trên màn hình anh chị và các bạn đang xem là hồ bơi lọc nước biển nhân tạo nằm ở khu vực Hòn Gióng Resort. Đây là cái hồ bơi mà lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Hồ bơi thì chia thành 3 khu. Khu đầu tiên mà anh chị nhìn thấy là khu mà dành cho các em nhỏ. Và cái khu mà hiện tại đang trên màn hình đấy là có cái cầu trượt rất là cao. Thì khu vực này dành cho những người mà lớn, nó có độ sâu đến 2,5 m. Cái hồ thứ ba là cái hồ đấy, anh chị có thể nhìn thấy nó nhỏ nhỏ kìa, là dành cho những em bé hẳn, ví dụ là tầm khoảng độ 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi, 2 tuổi đấy, nó đảm bảo an toàn cho các bé. Nguồn nước ở trong hồ thì được lấy từ nước biển sẵn có của biển Đồ Sơn, thì sau đó thì người ta sẽ đưa qua cái hệ thống lọc xử lý cặn bẩn theo công nghệ của Tây Ban Nha và trở thành cái màu nước trong xanh và giữ nguyên được cái độ mặn của nước biển. Nét độc đáo của hồ bơi này thì được xây dựng giống như là một bãi biển với bờ bao giải cát trắng mịn và lắp đặt các cái ô che này và ghế ngồi xen giữa những cái dạng thông và dạng phi leo xanh mút. Và anh chị có thể nhìn thấy ở giữa lòng hồ kia đấy, khu vực này là một đảo dừa nhân tạo và sẽ gợi cho du khách nhớ đến một cái hòn đảo Hawaii, là quần đảo du lịch nổi tiếng nhất thế giới và nằm ở nước Mỹ. Và đặc biệt cái giá vé ở đây thì nó cũng không phải là cao, tầm khoảng độ là 100.000 một bé, 100.000, 50.000 bé nhỏ, 100.000 đối với lớn. Có tính theo bé lớn bé nhỏ, sẽ tính theo chiều. Cái hồ bơi và dành cho các em bé nhỏ ấy, thì có tạo các cái hình thù rất là đẹp, các cái cầu trượt cho bé có thể là trượt trên cái cầu trượt để trượt nước này. Vui chơi rất là thoải mái và cái độ sâu của nó thì cũng không, nó chỉ khoảng độ mấy chục phân thôi, đảm bảo cho các em tầm khoảng độ 1 m là chơi thoải mái, không có ảnh hưởng gì cả. Xung quanh hồ thì có những cái anh làm công tác cứu hộ nên đảm bảo an toàn cho các bé tắm ở đây.